Xin chào mọi người. Bây giờ là buổi chiều ở Di Hòa Viên. Bây giờ ở Trung Quốc là 5 giờ kém. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ là 5 độ C. Trời khá lạnh. Đây là Di Hòa Viên, nơi mà Càng Long hot Kaka và chị Từ Hy Thế Hậu đã cho xây dựng ở đây khá nhiều công trình. Di Hòa Viên còn được biết đến với tên là nơi nghỉ dưỡng mùa hè, Summer Palace. Nhìn phía xa xa kia là một công trình có lai tạp một chút văn hóa của Tây Tạng, được anh Càng Long xây cách đây cả trăm năm, gần trăm năm, hơn trăm năm chứ nhầm. Và đây là một cái trong những cái cầu khá ngọn mục ở đây. Phía bên kia thì nước đã bị cạn, do đây là một cái xưởng đóng thuyền, sửa chữa thuyền. Trung Quốc mấy bạn nghĩ ra mấy cái cầu cũng khá là ngộ nghĩnh. Chiều nay thì em sẽ ngắm hoàng hôn ở bên kia hồ. Thời tiết khá lạnh. Hôm qua thì trời bắt đầu đẹp trở lại sau một ngày bầu trời ở Bắc Kinh ô nhiễm. Đến hôm nay thì mọi thứ cũng đã trong lành trở lại. Vậy là Bắc Kinh cho tội ngửi mùi ô nhiễm một ngày thôi, cũng khá là hay. Bây giờ chúng ta sẽ đi về trước một tí. Hiện tại mọi người đang xem live stream từ Di Hòa Viên, Bắc Kinh, Trung Quốc bằng thiết bị iPhone 7 Plus, được sử dụng mạng T-Mobile của Trung Quốc với gói cước 4G khá mạnh mẽ. Em đang chuẩn bị xếp quần áo, xếp hành lý trở về cố hương, nên là đang xả sụt xài 4G cho hết, nên livestream một tí cho vui. Chiều giờ em đi bộ được 70 phút, 70 phút đi bộ. Có đặt chế độ là pause khi dừng lại, nên là đây là chính xác thời gian mình đã đi bộ 70 phút. Quãng đường là bao nhiêu đây? Quãng đường là hơn 5 cây số. Bạn Giao có nói là nhìn cây không lá mà cũng đẹp. Hiện tại thì ở Bắc Kinh đang trong giai đoạn cuối đông. Có nghĩa là khoảng một vài tuần nữa thôi là đầu xuân. Cơn mưa tuyết hôm rồi đã làm cho cây cối ở đây như được tưới lên một lớp tươi tắn hơn, làm cho các chồi lá bắt đầu nứt ra khá nhiều. Cây ở Bắc Kinh thì nhiều là cây liễu nè, bạch dương nè, bạch dương thì còn lá thôi, rồi mấy cây gốc cây thông nhìn cũng khá là vui mắt. Một trong những sở thích của mình là chụp ở những tán cây trụi lá. Đó là một trong những sở thích, có thể nói là chắc ít người thích cái kiểu này, hơi quá dị một tí ha. Nhưng mà thật sự khi mà mình nhìn những cái cây mà trụi lá, nói theo kiểu hơi ngược đời là mình cảm thấy là mình yêu đời hơn. Tại vì khi mà ngắm một cái trên một cái nền trời xanh, có vài cái cây đen thì mình thấy là làm sao mà bầu trời đẹp vậy. Thì mình nhìn bầu trời và nhìn những tán cây. Trời khá lạnh, phải mang khẩu trang để cho giữ ấm vùng khoang mũi á. Và mặc đồ khá là dày, mặc áo lông vũ. Bây giờ em sẽ đi bộ về hướng bên kia, đi về bộ về hướng này để mình ngắm được cái mặt trời lặn ở một cái cầu cũng khá là đẹp, bắc qua hồ, bắc qua khu vực đảo giữa hồ.
Ôi trời ơi, chỗ này chụp hình đẹp lắm các bạn ạ. Rất đẹp. Đấy, chúng ta đang nhìn thấy cung điện mùa hè của đại ca Càn Long và chị ba Từ Hy. Trời khá lạnh ạ. Đây là một trong những nơi mà vua chúa ngày xưa của Trung Quốc hay đến đây để nghỉ vào mùa hè, nghỉ mát. Nên là khi ta đi vào mùa đông, những ngày cuối đông như thế này thì khá là lạnh. Gió ở từ dưới hồ thổi lên. Ở không khí ở Bắc Kinh thì là không khí khô, rất là khô. Đến da dẻ đều phải nứt nẻ. Khi mà đến đây thì cái không khí nó có mang nhiều hơi nước hơn một chút, nhưng mà cũng gây rất là khó chịu. Đây là bàn tay của em, sau nhiều ngày nó bị khô róc, khô ráo như thế này. Phía xa xa kia, là thành phố. Đúng rồi. Hello Hà Ngọc Ngân. Mình cũng trước khi mình đi đến đây thì mình có xem một số hình ảnh lúc mà sạch đường, thì đúng là ở cung điện mùa hè Summer Palace mà có tuyết thì rất là đẹp. Cái hồ này là đóng băng trắng, cái hồ rộng luôn, nhìn rất là huy hoàng. Nhưng mà rất tiếc là cái ngày mình sang thì là cuối đông rồi, không còn tuyết rơi nữa. Mà nghe mọi người nói là năm nay Bắc Kinh cũng bắt đầu ít, có 3 năm nay ít có tuyết rơi dày, nên là việc đóng tuyết hoặc là lạnh thì ít diễn ra. Mình rất là may mắn là sau chục ngày đến Bắc Kinh thì mới đến Bắc Kinh 2 ngày thì đã được thấy mưa tuyết rất là đẹp ở trên tường thành. Lên tường thành mà chỉ có rất là lạnh, chỉ có một việc là rót cái bình nước trà ấm nấu với trà gừng trong bình, xong rót ra uống. Mà rót cũng rất là khó khăn tại vì lên trên cao lạnh quá, tay lạnh cứng hết. Cái chỗ này chắc là ngày xưa anh Càn Long hay ngồi đây uống trà và lướt Facebook này. Một thứ so với thời nhà Minh thì đến thời nhà Thanh kiến trúc gần như có một sự thay đổi đảo lộn hoàn toàn. Các bạn có thể thấy đó, màu sắc rất là sặc sỡ trên những cái công trình kiến trúc như thế này, một sự điển hình của kiến trúc nhà Thanh. Nếu nhà Minh là một cái sự nhẹ nhàng, từ tốn và rất gọi mình gọi là sao ta, căn phương hay đơn giản, thì với phong cách trang trí và kiến trúc của nhà Thanh thì rất là rườm rà, rắc rối. Kỳ thực là mình, bản thân mình thì không thích màu mè như thế này, mình chỉ thích đơn giản thôi. Wow, đẹp quá. Hàng cây rủ bên hồ. Mặt trời sắp lặn qua dãy núi xa xa. Khá là đẹp ạ. Ở Trung Quốc thì mọi phương tiện đều bị chặn, mạng đều bị chặn hết, rất hạn chế sử dụng các trang web nước ngoài, các mạng xã hội của quốc tế, nên việc vô Facebook ở bên này cần sử dụng nhiều công cụ để hỗ trợ. Chúng ta có thể thấy con đường rất đẹp. Chương trình live stream xin kết thúc ở đây. Em sẽ đi nhanh để về chiều tối. Sẽ qua bên kia cầu và ngắm hoàng hôn. Rồi mọi người tiếp tục theo dõi những hình ảnh tiếp theo trên Phượng TV, Instagram Thoại Nguyễn hay Instagram của Phượng TV. Xin cảm ơn cả nhà. Chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ. Xin chào. Hẹn gặp